Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc với tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt. Trong không khí hào hùng, trang nghiêm và đầy tự hào của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tại buổi lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình bày diễn văn tại buổi lễ. Trong bài diễn văn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính nghiêng mình tưởng nhớ công lao vĩ đại và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang đã cống hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân và hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Chúng ta tưởng nhớ và tri ân sâu sắc Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, chúng ta khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ cùng toàn thể các lực lượng vũ trang và nhân dân ta trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã tận tâm, tận lực, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình, cùng góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung của dân tộc, chúng ta chân thành biết ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa của Trung Quốc, các nước Liên Xô cũ, các nước xã hội chủ nghĩa, bạn bè quốc tế, các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, đặc biệt là các nước Lào, Campuchia anh em trong Liên minh đoàn kết chiến đấu ba nước Đông Dương đối với chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam nói chung. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chiến thắng Điện Biên Phủ là kết tinh của sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là chiến thắng của chính nghĩa, của lòng dân, của lương tri và phẩm giá con người, được dẫn dắt bởi đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Từ truyền thống yêu nước nồng nàn và tinh thần đoàn kết đã được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử, được nhân dân các dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước phát huy cao độ và tận tâm, tận lực, dốc sức, đồng lòng, đóng góp sức người, sức của cho chiến dịch. Đặc biệt, góp phần trực tiếp làm nên chiến thắng là sự cống hiến, hy sinh to lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, với trên 4 vạn cán bộ, chiến sĩ đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Những tấm gương chiến đấu dũng cảm, hy sinh anh dũng trên chiến trường là minh chứng sinh động cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Chúng ta tin tưởng và tự hào rằng những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc ta với tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt, những khó khăn sẽ được tháo gỡ, những thách thức sẽ vượt qua để viết tiếp những bản hùng ca chiến thắng với tất cả sự quyết tâm, sự kiên trì, bền bỉ, nhiệt huyết, tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước của các thế hệ hôm nay và mai sau, như lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên, Thủ tướng nhấn mạnh. Lễ diễu binh, diễu hành để lại ấn tượng tốt đẹp. Đại diện chiến sĩ Điện Biên và các lực lượng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ông Phạm Đức Cư, 94 tuổi, bày tỏ xúc động tưởng nhớ tới những đồng chí, đồng đội và nhân dân đã hy sinh để làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu 70 năm trước, bày tỏ niềm tự hào đã đóng góp một phần công sức của mình để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, xây dựng Điện Biên nói riêng và đất nước tươi đẹp như ngày nay. Quyết tâm luôn phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong lối sống, chấp hành và thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Mong muốn các thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ, tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, lập nên kỳ tích mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam, đoàn viên Vũ Quỳnh Anh bày tỏ niềm hạnh phúc, tự hào được sinh ra trong hòa bình tại mảnh đất Điện Biên lịch sử. Nguyện khắc ghi công lao của lớp lớp cha anh đã cống hiến, dựng xây, coi đây là hành trang quý giá trên con đường học tập, lập thân, lập nghiệp của mình. Nguyện không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần.
chung sức cùng cộng đồng quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng huân chương độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Sau lễ meeting là lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chương trình bắt đầu với đội hình 11 máy bay của Không quân Việt Nam mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua sân vận động Điện Biên và bầu trời thành phố Điện Biên Phủ. Lễ diễu binh, diễu hành có sự tham gia của hơn 12.000 người với 40 khối đội hình, gồm các khối nghi trượng, lực lượng vũ trang quân đội và công an, dân quân tự vệ, nữ du kích miền Nam, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc, khối nghệ thuật. Kết thúc lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ Công an đã tổ chức lễ tổng kết công tác tổ chức lực lượng Công an Nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, lễ kỷ niệm đã thành công tốt đẹp, sư âm của cuộc diễu binh, diễu hành để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết dân tộc. Những bóng hồng rạng rỡ tại lễ diễu binh kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong không khí hào hùng của lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên, sáng ngày 7 tháng 5 đã có hàng trăm nữ cán bộ, chiến sĩ thuộc khối lực lượng vũ trang và các lực lượng khối dân sự thu hút sự chú ý của đông đảo người dân bởi sự chuẩn mực, chuyên nghiệp. Lễ diễu binh diễu hành là điểm nhấn quan trọng tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ nhằm góp phần khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ và sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Dân quân tự vệ và Công an Nhân dân trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhiều hình ảnh trong lễ kỷ niệm đã để lại ấn tượng, thể hiện sức mạnh đoàn kết của các lực lượng và cán bộ, nhân dân ta. Thông tin ghi nhận từ Thông tấn xã Việt Nam. Ngay sau lễ meeting là chương trình diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với sự tham gia của hơn 12.000 người. Lễ meeting chính thức bắt đầu với 21 loạt pháo lễ trên nền nhạc quốc ca. Cùng lúc diễn ra lễ chào cờ, đội bay gồm 9 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài chính. Ngay sau lễ meeting là chương trình diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với sự tham gia của hơn 12.000 người. Chương trình lễ kỷ niệm diễn ra dưới trời mưa khá nặng hạt. Trước khi diễn ra lễ meeting trọng thể, đoàn đại biểu Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, đồng bào đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Điện Biên Phủ, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, mốc son chói lọi bằng vàng, bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc. Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2024, được bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2024. Chương trình gồm các nội dung chính thức như nghi lễ chào cờ, biểu diễn chống hội, trình diễn khối nghệ thuật, công bố quyết định đón nhận huân chương, khen thưởng, lễ diễu binh diễu hành. Trọng tâm của chương trình là lễ diễu binh diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người. Trong đó, lực lượng của Bộ Quốc phòng tham gia có pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng. Lực lượng đứng trên sân gồm tiểu binh lễ đài và 5 khối đứng. Lực lượng diễu binh diễu hành gồm khối nghi trượng, 16 khối diễu binh và khối dân công hỏa tuyến. Lực lượng của Bộ Công an có 2 khối đứng trên sân và 9 khối diễu binh diễu hành. Lực lượng của tỉnh Điện Biên có 3 khối nghi trượng, khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc, các khối diễu hành quần chúng và 20 khối đứng làm nền trên sân. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là minh chứng sắt đá, khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đối với cách mạng nước ta, là biểu tượng của sức mạnh Việt Nam trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, khẳng định chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do, tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.